Hello, xin chào các bạn. Hôm nay đến với kênh của mình là Hiền Sonic. Hôm nay là Việt Nam đã với Indonesia trận chung kết SEA Games 30 nha các bạn. Các bạn hãy theo chân mình ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và cùng stem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ok, đi hôm nay. Ok, ra đi. Hello, chào các bạn nha. Mình đã tới phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi các bạn ơi. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem cái khung cảnh đây. Wow, đẹp lắm các bạn. Rất là đông nha. Rồi, không khí rất là nóng nha. Mình tới rồi. Mới giờ tới phố đi bộ. Giờ về kiếm mà. Đi giờ mình đi để mình kiếm cái chỗ mình ngồi. Rất là nóng nhiệt nha các bạn. Quá trời các bạn ơi, nóng nhiệt các bạn ơi. Mình nhảy là của Thành Trung. Nóng nhiệt các bạn ơi. Quá trời phấn khởi, quá trời đông luôn. Các bạn nhìn đang rất là ghê. Nhưng cuối đầu cuối cùng của Thành Trung lại không như ý. Quá đỉnh luôn.